vật thể SCP-047, phân loại Keter, quy trình quản thúc đặt bía tại mọi thời điểm SCP-047 phải được đặt trong một hộp lưu trữ được niêm phong kín có kích thước 0,5m × 0,5m × 1m. Hộp lưu trữ này được khóa trong tủ lưu trữ 047A, được đặt bên trong buồng thí nghiệm truyền nhiễm sinh học có mức an ninh P3. Bất kỳ hoạt động hay nỗ lực tiếp cận nào bên trong 047B đều sẽ được theo dõi bởi máy quét sinh trắc học, máy quay giám sát và việc tiếp cận buồng 047B đòi hỏi sự cấp phép của người quản lý dự án. Ngoài ra cần ít nhất một giấy phép từ hội đồng ONAM. SCP-047 sẽ được áp dụng mọi giao thức như là một hiểm họa sinh học ưu tiên 4, bao gồm cả trong các lệnh cách ly nếu phải tiếp xúc. Dãy Q047 đã được cung cấp bổ sung cho phòng thí nghiệm 047B nhằm mục đích này. Trong trường hợp SCP-047-1 bị phát tán ra bên ngoài, quy trình ngăn chặn Yersinier sẽ được sử dụng. Miêu tả SCP-047 là một bình ga hình trụ trong tình trạng bị rỉ sét nặng làm từ hợp kim sắt và khi tiếp xúc với môi trường mở, các vật chất trong xi lanh của bình sẽ bay hơi chậm, sản sinh một loại khí gây đột biến chưa từng được ghi nhận trước đây. Khí này vô hiệu với các sinh vật nhân thực nhưng lại sẽ gây nên sự biến đổi sâu sắc đối với các sinh vật nhân sơ, cho thấy sự ưa thích của vật thể đối với vi sinh vật thông thường bên trong con người. Các vi sinh vật tự nhiên sống trên da và ở khắp cơ thể. Trong những trường hợp hiếm hoi, những biến đổi này sẽ tạo ra siêu vi khuẩn được gọi là SCP-047-1, một vi khuẩn cộng sinh có khả năng sinh tồn cao cùng khả năng gây bệnh. Cơ hội mẫu biến đổi do SCP-047 cho thấy vi khuẩn có tính lây nhiễm cao ở một mức độ nào đó đều đã qua chọn lọc. Các mẫu trong SCP-047-1 thường gây ra suy nhược và có độc tính. Tuy nhiên, so với các SCP phân loại Keter khác, cần lưu ý rằng tỷ lệ gây tử vong của SCP-047 tương đối thấp do đặc tính hoạt động thông qua con đường sinh học riêng của nó. Một số chủng vi khuẩn đã bị đột biến một cách có chọn lọc bởi SCP-047. Có thể vi khuẩn đã bị đột biến trong lúc nuôi cây, nhưng quá trình này có vẻ hiệu quả hơn nhiều so với vi khuẩn sống ký sinh trên cơ thể con người. Nói chung, việc sử dụng sự đột biến của các vi khuẩn cộng sinh này cho mục đích thí nghiệm được khuyến khích, nhưng sau việc vi phạm quản thúc ngày 30 tháng 1 năm 2010, việc đột biến các loài có khả năng gây bệnh đã bị cấm và các mẫu hiện có phải tiêu hủy.